Tôi ở quân phường mà. Đâu nghe em đâu. Chào chị. Người gì? Đây tôi thì rất có ngăn phường. Tôi yêu cầu đưa những cái người này ra khỏi nhà tôi. Yêu cầu đưa những con đồ này ra khỏi nhà tôi. Ở đây không có ai mặc con đồ. Đây anh đưa ai vào đây nhà tôi đây? Tôi không đưa ai cả. Đây. Đi yêu cầu đi ra khỏi nhà tôi. Rồi với chị này. Yêu cầu đi ra khỏi nhà tôi. Vâng, với chị, cái ngoài cửa kia là ai yêu cầu đi ra khỏi nhà tôi đã. Ngoài cửa không dùng như là yêu cầu đi ra khỏi nhà tôi. Yêu cầu những người này đi ra khỏi nhà tôi. Các anh đưa người vào đây, đưa con đồ vào nhà tôi để làm gì? Hai con đồ đây. Yêu cầu đi ra khỏi nhà tôi. Hai người kia thì vào đây cũng phải có tình báo. Yêu cầu họ đi ra khỏi đây nhà tôi. Đây là hai người dân. Người dân yêu cầu ra khỏi nhà tôi, tại sao công an lại để cho người dân vào đàn áp nhà tôi như này, vào nhà tôi đàn áp gì đàn áp? Tôi yêu cầu đi ra khỏi nhà tôi. Tôi hỏi chị này. Tôi yêu cầu ra khỏi nhà tôi. Và cả các anh nó đi ra khỏi nhà tôi, đi vào nhà tôi mà đưa người vào như này đi ra khỏi nhà tôi. Tôi thấy cái này quay anh là công an chứ anh là cái dân gì? Anh là công an thành phố Phủ Lý chứ anh là công là dân gì? Tôi thấy bức xúc tôi quay lại thôi, có gì đâu. Công an thành phố thì xác nhận là công an thành phố đi, tại sao lại phải như vậy? Tôi nói với chị. Đi ra khỏi nhà tôi đi. Đưa người đưa công an đến mà giả dạng có đồ đi ra khỏi nhà tôi đi. Tôi không làm việc với, tôi không làm việc kiểu vậy. Tôi nói với chị này. Chị là tôi công không, dân, chị tôi phải không làm việc khi mà tôi không làm việc khi mà công an mà chị đưa cái đồ ra, đấy ra, chị phải chấp hành chúng tôi. Bây giờ chị nhưng sống mà công là một an, công dân. Công an mà đưa công an thành phố Phủ Lý mặc thường phục đến nhà tôi mà chơ chẽn như này tôi không làm việc. Các anh chính giờ, các anh đang bây sai giờ chứ. Tôi đang làm việc với chị. Chính các anh đang sai tôi đang chứ. Làm việc với chị. Tôi không làm việc với anh. Tôi nói này, tôi không làm việc với anh bởi vì anh chính anh đang làm việc sai trái. Tôi có gì tôi sai trái? Bởi vì anh đưa con đồ đến nhà tôi là con gì? Đồ nếu nào, mà là đồ công đồ an, nếu mà là công an thì phải mặc sắc phục. Còn tại sao đến nhà tôi như này? Tôi hỏi chị ngoài cửa tôi hỏi chị là bây giờ ai dán cái tôi không có nghĩa vụ trả lời anh câu hỏi đấy. Tôi không tôi có nghĩa vụ quyền trả lời anh. Chị phải trả lời tôi. Tôi không có dân, nghĩa vụ trả lời anh. Anh không xứng đáng để tôi trả lời. Tại sao? Bởi vì các anh lù kéo đến một đám côn đồ như thế này đến nhà tôi như này. Các anh nhìn đi. Chính họ là những cái người rất nhiều lần bắt cóc đánh đập tôi rồi nhá. Nên là không nào? Đánh thì chị cứ trình bày. Trình rồi, không phải nói. Thế còn bây giờ còn nói với chị này trả lời lý do tại sao nhà chị Nga bây giờ có mấy khẩu. Chị Nga xuất trình tạm trú ra. Nhà chị bây giờ có mấy khẩu và trường hợp này ở đâu đến, đến từ giờ nào? Tôi đã đưa ra một cái bản kiểm tra hộ khẩu đối với Trần Thị Nga tạm trú tại khu 20 Trương Thành phố Phủ Lý. Anh đưa lệnh kiểm tra đấy. Tôi nói với quyền chị làm nha. Bản trong khẩu. Tôi anh nói đưa lệnh này. Tôi nói với chị này. Anh đưa lệnh kiểm tra khu vực nha. Kiểm tra bất kể giờ nào 24/24 đối với các có thể kiến nghị bất cứ đâu được. Tôi có quyền kiểm tra khẩu của chị bất cứ lúc nào. Anh đưa lệnh ngoài hãy đọc này luật cư trú nha, không cần phải lệnh. Tôi nói với chị nha. Đối với kiểm tra cư trú chúng tôi kiểm tra theo thường xuyên. Em cứ lập biên bản cho anh. Còn việc chị không ký mà không chấp hành thì cái đấy sẽ mời chị lên công an phường để làm việc. Không chấp hành cái khai báo về cư trú. Chứ bây giờ một công dân mà là công dân Việt Nam mà bây giờ mà vô ý thức. Anh nhìn này.
công an đi làm nhiệm vụ mà không có biển tên biển số. À, nhá, tôi nói với chị là tôi bây giờ biển tên biển số đấy. Tôi nói với chị này, anh đi làm việc có thể thắc mắc ở đâu bất cứ đâu cũng được. Tôi nói với chị này, anh đi làm việc mà anh không đeo biển tên biển số thì làm việc cái gì? Bây giờ nhá, tôi mới ra công tác rồi. Mới ra công an mới được có 3 tháng, tôi không được cấp biển tên. Trong một năm tôi mới cấp biển tên, chị có thể khiếu nại bất cứ đâu cũng được. Tôi mới vào trường cảnh sát khu vực phụ trách tổ 10, được chưa? Có cả bác tổ trưởng bác 7. Bây giờ tôi yêu cầu chị là cung cấp cho tôi bao nhiêu khẩu nhà chị tạm trú ở đây. Đây chị không chấp hành nhá. Yêu cầu đi ra khỏi nhà tôi. Cái anh đưa người vào đây đưa con đồ vào nhà tôi để làm gì? Hai con đồ đây. Yêu cầu đi ra khỏi nhà tôi. À, hai người kia thì vào đây cũng phải có tình báo. Yêu cầu họ đi ra khỏi đây nhà tôi. Đây là hai người dân. Người dân yêu cầu ra khỏi nhà tôi, tại sao công an lại để cho người dân vào đàn áp nhà tôi như này, vào nhà tôi đàn áp gì đàn áp? Tôi yêu cầu đi ra khỏi nhà tôi. Tôi hỏi chị này. Tôi yêu cầu ra khỏi nhà tôi. Và cả các anh nữa đi ra khỏi nhà tôi, đi vào nhà tôi mà đưa người vào như này đi ra khỏi nhà tôi. Anh là công an chứ anh là cái dân gì? Anh là công an thành phố Phủ Lý chứ anh là công là dân gì? Tôi thấy bức xúc tôi quay lại thôi, có gì đâu này. Công an thành phố thì xác nhận là công an thành phố đi, tại sao lại phải như vậy? Tôi nói với chị thôi, đi ra khỏi nhà tôi đi. Đưa người đưa công an đến mà giả dạng con. Tôi ở quân phường mà. Em đâu? Chào chị. Đây của tôi thì lớp phó ngân phường. Tôi yêu cầu đưa những cái người này ra khỏi nhà tôi. Yêu cầu đưa những con đồ này ra khỏi nhà tôi. Ở đây không có ai là con đồ. Đây anh đưa ai vào đây nhà tôi đây? Đồ đi ra khỏi nhà tôi đi. Tôi không làm việc với, tôi không làm việc kiểu vậy. Tôi nói với chị này. Chị là tôi công dân, chị phải chấp không hành làm việc khi mà tôi không làm việc khi mà công an mà chị đưa con đồ đến ra. Chị phải chấp hành chúng tôi. Bây giờ chị nhưng sống mà công là một công dân. Công an mà đưa công an thành phố Phủ Lý mặc thường phục đến nhà tôi mà chơ chẽn như này tôi không làm việc. Các anh chính giờ, các anh đang bây sai giờ chứ. Tôi đang làm việc với chị. Chính các anh đang sai chứ. Tôi đang làm việc với chị. Tôi không làm việc với anh. Tôi nói này,
tôi không làm việc với anh bởi vì anh chính anh đang làm việc sai trái. Tôi có gì tôi sai trái? Bởi vì anh đưa con đồ đến nhà tôi là gì? Nếu mà là công an, nếu mà là công an thì phải mặc sắc phục. Còn tại sao đến nhà tôi như thế này? Tôi không có nghĩa vụ trả lời anh câu hỏi đấy. Tôi không có nghĩa vụ trả lời anh. Anh không xứng đáng để tôi trả lời. Tại sao? Bởi vì các anh lù kéo đến một đám côn đồ như thế này đến nhà tôi như thế này. Các anh nhìn đi. Chả có gì ai là côn đồ. Chính họ. Kiểm tra bất kể giờ nào 24/24 đối với các có thể kiến nghị bất cứ đâu được. Tôi có quyền kiểm tra của chị bất cứ lúc nào. Anh đưa lệnh đây. Hãy đọc lại luật cư trú nha, không cần phải lệnh. Tôi nói với chị nha, đối với kiểm tra cư trú chúng tôi kiểm tra theo thường xuyên. Em cứ lập biên bản cho anh. Còn việc chị không ký mà không chấp hành thì cái đấy sẽ mời chị lên công an phường để làm việc. Không chấp hành cái khai báo về cư trú. Chứ bây giờ một công dân mà là một công dân Việt Nam mà bây giờ mà vô ý thức. Anh nhìn này. Công an đi làm nhiệm vụ mà không có biển tên biển số. Ai nhá? Tôi nói với chị này. Bây giờ có biển tên biển số đấy. Tôi nói với chị này. Anh đi làm việc. Chị có thể thắc mắc ở đâu bất cứ đâu cũng được. Tôi nói với chị. Anh đi làm việc mà anh không đeo biển tên biển số thì làm việc cái gì? Là những cái người rất nhiều lần bắt cóc đánh đập tôi rồi nhá. Nên là không. Đánh thì chị cứ trình bày. Trình rồi, không phải nói. Thế còn bây giờ còn nói với chị này. Trả lời lý do tại sao nhà chị Nga bây giờ có mấy khẩu. Chị Nga xuất trình tạm trú ra. Nhà chị bây giờ có mấy khẩu và trường hợp này ở đâu đến, đến từ giờ nào? Thì tất cả mọi người nhà tôi làm cái bản kiểm tra hộ khẩu đối với chị Trần Thị Nga tạm trú tại địa phương hai bên trường thành phố Phủ Lý. Đang đứng ở cổng trường Nam cấp thông tin tại địa bàn gia đình mình tạm trú đây có mấy khẩu. Để đảm bảo an toàn giao thông tôi yêu cầu mỗi xe đang di chuyển. Là tôi làm biên bản kiểm tra hộ khẩu đối với chị Trần Thị Nga tạm trú người phường Hai Bà Trưng thành phố Phủ Lý, yêu cầu chị Nga cung cấp cho công an phường Hai Bà Trưng hiện tại là số khẩu tạm trú nhà chị là bao nhiêu. Anh đưa lệnh kiểm tra đấy. Tôi nói với chị nha. Làm biên bản trong khẩu. Tôi nói với chị này. Anh đưa lệnh kiểm tra đấy. Đối với cảnh sát khu vực nha.